answers far away, but I'll stay, I'll stay. Bạn nhận ra rằng cách suy nghĩ trong hiện tại chỉ là biểu hiện của những điều mà bạn đã được dạy bảo, và chúng không phải chính con người bạn. Ngay lúc này đây, bạn hoàn toàn có cơ hội lựa chọn để thay đổi cuộc sống của mình. Tuyên bố, hãy nói to. Những điều người khác nói với tôi về vấn đề tiền bạc không phải lúc nào cũng đúng. Tôi sẽ lắng nghe họ, nhưng tôi cũng sẽ tiếp nhận những cách suy nghĩ mới có thể giúp tôi có được hạnh phúc và thành công. Yếu tố gây ảnh hưởng thứ hai, làm theo người khác. Suy nghĩ của chúng ta còn được định hình thông qua việc làm theo người khác. Cha mẹ bạn có thái độ như thế nào đối với sự giàu có? Họ là những người tiết kiệm hay có thói quen chi tiêu nhiều? Họ là những nhà đầu tư khôn ngoan hay không hề quan tâm đến lĩnh vực này? Họ có dám mạo hiểm không? Tiền bạc có là nguyên nhân của những cãi vã, xích mích xảy ra trong gia đình bạn không? Tại sao những thông tin này lại quan trọng như vậy? Đó là bởi vì ngay từ khi còn là những đứa trẻ, chúng ta đã được học hỏi từ thế giới xung quanh chỉ bằng cách bắt chước. Tôi nhớ câu chuyện về một phụ nữ rắn thịt chuẩn bị cho bữa tối. Cô luôn cắt bớt một chút ở hai đầu miếng thịt. Trông thấy vậy, người chồng tỏ ra ngạc nhiên và hỏi nguyên nhân tại sao cô lại làm như thế. Cô đáp, đó là cách mẹ em vẫn thường làm. Tình cờ hôm ấy, mẹ cô đến ăn tối và họ hỏi bà lý do cắt đi hai đầu của miếng thịt trước khi cho vào chảo rán. Bà mẹ đáp, bà ngoại các con vẫn làm như vậy. Thế là họ quyết định gọi điện cho bà ngoại. Bà trả lời, à, có gì đâu, bởi vì cái chảo của bà quá nhỏ nên không đặt vừa miếng thịt ấy mà. Tất nhiên, đây chỉ là một câu chuyện vui. Nhưng điểm đáng lưu ý ở đây là chúng ta hay có xu hướng lặp lại cách làm của cha mẹ trong hầu hết mọi lĩnh vực của cuộc sống, kể cả trong những quan niệm về sự giàu có. Lần đó, tại một trong những hội thảo tổ chức ở Orlando, Florida, tôi chợt chú ý đến một người đàn ông. Ông ta thở một cách nặng nhọc và có vẻ như ông đang khóc. Tôi hỏi xem liệu tôi có thể giúp gì cho ông không, và ông tâm sự. Tôi năm nay đã 63 tuổi rồi. Tôi thường xuyên đọc sách và tham dự khá nhiều buổi hội thảo. Tôi cũng áp dụng những điều mà các nhà diễn thuyết đã chỉ bảo tôi. Tôi đã thử mua cổ phiếu, đầu tư vào bất động sản, tham gia nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, thậm chí còn ghi danh vào trường đại học và lấy được tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Vậy mà tôi chưa một lần thành công. Sự khởi đầu luôn đến rất thuận lợi, nhưng sau đó tôi lại kết thúc với hai bàn tay trắng. Tôi cứ mãi trách mình sao thật vô dụng, cho đến tận hôm nay. Sau khi nghe những lời phân tích của anh, tôi nhận ra rằng chỉ vì kế hoạch tài chính trong tâm thức của cha tôi đã ăn sâu vào tôi. Cha tôi đã trải qua thời kỳ vô cùng khó khăn khi cuộc đại khủng hoảng của nước Mỹ lên đến đỉnh điểm. Mỗi ngày, ông đều phải cố tìm việc làm hoặc bán thứ gì đó, nhưng ông vẫn trở về tay không. Tiếc rằng 40 năm trước, tôi đã không nhận thức được mức độ tai hại của việc bắt chước theo khuôn mẫu, cũng như những cách kiếm tiền của cha mình. Ông bắt đầu khóc thành tiếng. Tôi an ủi người đàn ông tội nghiệp. Thời gian học hỏi không bao giờ là lãng phí cả, bởi kiến thức sẽ được lưu giữ trong trí óc và chờ cơ hội để phát huy hiệu quả. Vì ông đã thành lập một kế hoạch tài chính trong tâm thức, nên mọi thứ mà ông từng học sẽ trở nên hữu ích và ông sẽ tiến đến thành công nhanh chóng hơn. Nhẹ lòng vì cảm thấy được chia sẻ, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt của ông. Ông ôm chặt vai tôi và nói, cảm ơn anh rất nhiều. Như vậy, bạn có thể tích lũy tất cả những kiến thức và kỹ năng cần thiết. Nhưng nếu kế hoạch trong tâm thức của bạn không được xây dựng để mang lại thành công, thì ắt hẳn bạn sẽ gặp phải thất bại. Quan niệm của chúng ta về sự giàu có ít nhiều chịu ảnh hưởng của cha mẹ hay của những người thân. Nhưng vẫn có những trường hợp ngược lại. Khi đó, họ hành động theo cách mà cha mẹ họ không bao giờ nghĩ đến. Có phải thái độ giận dữ và sự nổi loạn đang lên tiếng? Thật ra, tất cả đều phụ thuộc vào việc bạn tiếp nhận và phản ứng như thế nào trước cách sống của cha mẹ mình. Nhiều người xuất thân từ những gia đình nghèo khó đã tỏ ra oán giận và không chấp nhận cuộc sống bần hàn đó.
Họ làm mọi cách để trở nên giàu có, hay ít nhất là để thoát ra khỏi cảnh khốn khó. Nhưng đâu đó vẫn tồn tại một gút mắt tưởng chừng như rất nhỏ mà hóa ra lại lớn vô cùng. Cho dù những người này đã thật sự giàu có hay họ vẫn đang làm việc hết sức mình để trở nên giàu có, thì họ cũng chưa hài lòng. Nguyên nhân là bởi động lực kiếm tiền của họ xuất phát từ sự oán giận. Trong tâm trí họ, tiền bạc và sự giận dữ luôn gắn chặt vào nhau. Và khi những người này kiếm được càng nhiều tiền, thì tảng đá giận dữ lại càng đè nặng lên cuộc sống và làm cho họ cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng, họ tự nói với mình, tôi đã quá mệt mỏi vì giận dữ và căng thẳng. Tôi chỉ muốn bình yên và hạnh phúc. Họ hỏi tâm trí của họ, chủ thể tạo ra mối quan hệ đó, phải xử lý tình huống này như thế nào? Tâm trí của họ trả lời, nếu muốn rũ bỏ sự tức giận đó, bạn sẽ phải rũ bỏ mớ tiền bạc kia. Thế là kể từ khoảnh khắc đó, ngay từ trong tiềm thức của mình, họ đã quyết định sẽ không giữ lại nhiều tiền của. Họ nhanh chóng hiện thực hóa quyết định đó bằng những khoản chi tiêu thật lớn. Và thật lạ là giờ đây, cuộc sống của họ càng trở nên tồi tệ hơn trước. Giờ đây, họ không chỉ giận dữ, mà còn bực tức vì túng quẫn. Lý do là gì họ đã từ bỏ không đúng thứ cần phải từ bỏ. Rũ bỏ tiền bạc thay vì sự giận dữ chỉ chặt đi phần ngọn. Trong khi đó, vấn đề thực sự là nỗi giận dữ giữa họ đối với cha mẹ mình. Và khi nào cảm giác đó còn chưa được giải quyết, thì họ vẫn chưa cảm thấy hạnh phúc hay bình yên, bất kể họ giàu hay nghèo. Nếu động cơ kiếm tiền của bạn xuất phát từ những nguyên nhân không tích cực như sợ hãi, giận dữ hay nhu cầu chứng tỏ bản thân, thì tiền bạc sẽ chẳng bao giờ mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc. Đi tìm cảm giác an toàn hay thoát khỏi sự sợ hãi đều có thể trở thành động lực thúc đẩy cho hành động. Nhưng chúng ta lại thường hướng đến sự an toàn vì hiện tại chúng ta cảm thấy không an toàn, mà sự không an toàn lại xuất phát từ nỗi sợ hãi. Có nhiều tiền hơn cũng không thể xua đi nỗi sợ hãi trong bạn, bởi vì gốc rễ của vấn đề không phải là tiền. Tình hình còn tồi tệ hơn khi sự sợ hãi lại là một thói quen khó sửa, và việc kiếm được nhiều tiền hơn sẽ chỉ làm thay đổi cách sợ của chúng ta mà thôi. Khi túng quẫn, đa số chúng ta đều lo sợ rằng mình không bao giờ kiếm ra được tiền nữa. Tuy nhiên, khi đã kiếm ra tiền rồi, thì nỗi sợ của chúng ta lại biến thành điều gì sẽ xảy ra nếu tôi lại đánh mất những gì mà tôi đã làm ra. Thông thường, những người bị nỗi sợ hãi chi phối luôn mang cảm giác bị thôi thúc phải hành động về mặt tài chính để chứng tỏ với xã hội là mình đã đủ khá giả. Chúng ta sẽ bàn chi tiết về điều này trong phần 2 của cuốn sách. Nhưng bây giờ, bạn chỉ cần nhận thức rằng không có khoản tiền nào có thể khiến bạn cảm thấy đủ cả. Tiền bạc không thể làm thay đổi con người bạn được. Một lần nữa, do xuất phát từ sự sợ hãi mà vấn đề luôn phải chứng tỏ mình đã trở thành lối sống quen thuộc của bạn, mặc dù bạn không hề nhận ra rằng nó đang điều khiển bạn. Bạn tự tin nghĩ rằng mình là người có tham vọng, dày dạn, quyết đoán và tất cả những đặc điểm này đều tốt cả. Đối với những người bị ám ảnh bởi ý nghĩ phải chứng tỏ mình là người khá giả, thì không có khoản tiền nào có thể làm cho họ bình an được. Mọi của cải đều là không đủ đối với những người cảm thấy chưa hài lòng với chính bản thân mình. Hãy nhớ, thế giới bên ngoài phản chiếu thế giới bên trong của bạn. Nếu bạn tin là mình giàu có, thì bạn sẽ dễ dàng trở nên sung túc. Bởi sự giàu có là nguồn gốc của niềm tin ấy, nên sau này nó sẽ trở thành bản chất của bạn. Bằng cách tách rời động cơ tài chính ra khỏi sự giận dữ, sợ hãi và cả nhu cầu chứng tỏ mình, bạn hoàn toàn có thể thiết lập những mối quan hệ mới để trở nên giàu có thông qua mục đích, sự đóng góp và niềm vui. Theo cách ấy, bạn sẽ không bao giờ phải từ bỏ tiền bạc của mình để mong đổi lấy hạnh phúc.